Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn và chào mừng anh chị đến với video của một con Vios rất đặc biệt ngày hôm nay. Rất lâu rồi em mới mua một chiếc xe Vios đặc biệt từ 2011 mà nó là một chiếc xe chạy một chủ. Và đây là một chiếc xe mà nó thực sự chạy được có mấy vạn cây số. Nhiều khi mà khi em đến chiếc xe này, em xem chiếc xe này và đôi khi phải mở cửa còn không tin mắt mình là rằng là từ 2011 lúc còn những chiếc xe nó mới như vậy. Tất nhiên là sẽ có nhiều người nói rằng là 9 vạn thì nó làm gì còn mới, nhưng mà đối với ô tô thì thực sự ra đối với dòng xe quốc dân này 9 vạn nó cũng không có nghĩa lý gì cả. Tại chỉ 5 vạn thì nó chỉ là cái phần mà chạy gần như hết Honda thôi, còn 9 vạn thì nó là xe mới lăn bánh một khoảng thời gian ít cây số. Nếu để chạy được một chiếc xe này, có bác nào đến mà đã từng đi chiếc xe như thế này rồi mà đến mà mở cửa những chiếc xe như này mà chê được thì có lẽ là mình mà nói là không quá, nhưng mà có thể là tặng các bác một chiếc xe như này là vô cùng được. Vì là em cũng làm nhiều cái dòng xe Vios rồi, nhưng mà kiếm được một chiếc xe như này là thực sự rất là khó. Và các bác có thể nhìn thấy qua là nội thất cộng với toàn bộ phần tổng thành xe, nó các bác có thể nhìn thấy không, nó khá đẹp. Nó đẹp ở rất nhiều yếu tố anh chị ạ, chứ không phải một yếu tố đâu. Tất nhiên rằng là nó đẹp thì chỉ dành cho những người nào đó mà xem được nó. Tất nhiên là thời điểm này thì dịch giã thì nó hơi khó, nhưng mà nếu như bác nào mà lấy sức sự gia đình mà với cái tầm tiền mà muốn mua dòng xe như thế này thì đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Thực sự ra là nói là một chiếc xe mà em khá là ưng ý. Tất nhiên tí nữa em sẽ chạy thử cho các bác xem. Nhìn vào cái trần của nó như thế này, nhiều khi mà đến em nhìn nó mới quá em còn không có tin. Có lẽ mình thực sự ra là nhiều khi không thể tin được nó lại còn những chiếc xe mà nó còn mới như thế này. Đời 2011 anh chị ạ, xuất đi còn nói vào cả xe thì cũng không đúng, nhưng mà nó sẽ còn khoảng tầm 70-80%. Có thể là tả bớt đi cho các bác thấy cũng được, không sao hết. Nhưng mà nỉ nó còn mới này, nỉ còn rất mới. Tiếc là con này là lốp dự phòng nó hạ mất rồi. Nhưng mà không có vấn đề gì cả anh chị ạ. Nó mới được như thế này thì vẫn là điều rất là may mắn. Vì là rất ít khi có một chiếc xe mà nó mới như thế này. Máy thì đương nhiên là zin rồi, zin toàn tập. Và zin mọi chỗ. Chưa dọn gì à các bác nhá. Chưa dọn gì đâu đấy. Chưa có dọn gì hết. Chiếc xe này em chạy thử rồi, nhưng mà tí em sẽ test thử cho các bác. Nhưng mà để mà chạy nó thì rất nhiều những chiếc xe đời 14 không bằng nó được. Và tí các bác có thể theo dõi cái video chạy tiếp nhá. Và đây là tổng thành xe. Đương nhiên là chiếc xe như này thì chỉ còn dọn đi thôi, chứ còn cũng chả có gì mà phải bàn cãi đến nó cả. Quay để cho các bác thấy và để cho các bác thấy là nhiều những con xe để sau này mà nếu bác nào mà chưa lấy được xe ô tô hoặc là đang tham khảo thì có thể nhìn thấy những cái chi tiết để tham khảo mua những chiếc xe khác thôi. Còn với chiếc xe như thế này thì khi em đến em mở cửa chiếc xe này rồi thì em thấy rằng là nó gần như là không phải xem, nó chỉ có bàn với giá với chủ thôi. Đèn nó zin hết, tổng thành cả la răng cả đèn. Tất nhiên là con xe này thì cái giá tiền của nó bây giờ thì nó cũng dưới 300 một chút. Dưới 300 các bác nhé, 275 triệu. Với thời điểm bây giờ thì thực sự ra là kiếm những con xe mà được như thế này là rất khó. Thực sự là rất khó các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau chạy thử nó xem nhanh anh chị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình chạy thử. Và ngày hôm nay thì em mới về một chiếc xe Vios, nó quá mới đi. Thực sự ra mà nói là đây là những chiếc xe mà chính chủ mà xe mua mới từ đầu và chạy được có 9 vạn thật. Thực ra Vios mà 9 vạn thật thì nhìn nó thực sự là nó có một cái điều gì đó mà cảm thấy rằng là nó mới. Và thứ hai rằng là nó có nhiều những cái mắt mình nó thể hiện lên rằng nó có nhiều những cái mới nó rất là khó tả, cái bụi phấn và chạy nó cũng khá là tuyệt vời. Hôm nay em sẽ test thử cho các bác. Nó thực sự ra là chạy cái dòng xe này thì hiện tại thì cũng có một vài dòng xe Vios thời vừa rồi, nhưng mà nếu những con Vios mà 14 mà chạy mà nhiều rồi thì thực sự ra chia sẻ với anh chị và các bạn là chạy nó thua xa con này rất là nhiều. Nó thua xa này rất là nhiều. Độ êm dịu từ bánh, từ lái, từ gầm. Đối với dòng xe quốc dân này thì phải chia sẻ với các bác rằng là thực sự những con xe nếu như mà xe gia đình thì nó có một yếu tố chạy vô cùng tuyệt vời luôn. Kể cả là đối với bạn một chiếc xe i10 ngay đằng trước em bên này thôi,
Nếu với cái giá tiền thì bây giờ nó cũng có thể là nó sẽ nhiều tiền hơn cả con này. Với chiếc xe i10 này là đời nó khoảng 2019 gì đó, 18, 19 gì đó, con này là bản mới rồi. Cái giá tiền thì nó cũng sẽ là nhiều tiền hơn cả con xe này. Nhưng mà để mà nói là nếu như bây giờ mà ngồi đến chiếc xe i10 này so với chiếc xe này thì chỉ có thực sự những người lái và những người có trải nghiệm và những người có từng đã từng đi những dòng xe này rồi thì mới thấy cái độ khác biệt nó lớn như thế nào. Còn nếu như chúng ta nói thì nó sẽ rất khó cảm nhận, nhưng mà thực sự ra mà nói là nếu mà để ngồi ở vị trí như thế này mà chạy thì cảm thấy nó quá nhàn các bạn. Nó quá nhàn và chạy nó cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng cái con người. Và khi chúng ta mà lái xe mà cảm thấy nó tự tin mà nó nhàn người như này thì chúng ta đi chúng ta cũng cảm thấy cái tâm lý nó thoải mái là một việc. Thứ hai nữa là cái hành trình ở trên đường của chúng ta nó an toàn hơn rất là nhiều. Và chúng ta đi vào những cái gờ của cái trạm thu phí này nó thực sự là quá tốt đi. Cũng có thể nói rằng là cái bác mà có cái xe Vios đời 2011 mà bản bô lăng béo lăng tăm này, thực sự ra là bác ấy quá giữ xe. Tại sao lại có những con xe mà em không nghĩ rằng là nhiều khi khi mình đến mà mình mua cái chiếc xe này thì mình có cái cảm giác rằng là khi mở cửa cái là mình đã cảm thấy yêu nó rồi, mở cửa cái là mình đã cảm thấy mến và mình đã thích nó ngay rồi. Thực sự ra là đi qua những cái đạng và cái như thế này máy nó quá khỏe đi. Phanh nó lại ăn nữa anh chị ạ. Cái đường này mà chạy cảm thấy rằng là tốc độ nó khoảng cho phép khoảng 6 cho đến khoảng 80, nhưng mà nếu để mà chạy thực sự ra mà đạp ga thì nó chỉ rất dễ lên 80. Và cái cảm nhận lên 80 nó nhẹ nhàng, nó êm đềm và nó có cái gì đó khó tả các bạn. Đây, đồng hồ km là 80 này. Các bạn nhìn này. Chạy khẩu đoạn khá dài rồi nhưng mà lái thì gần như là tay cứ bỏ hết bô lăng ra mà vẫn nói chuyện với các bác được. Thực sự ra là bỏ bô lăng thì không phải là mình không an toàn đâu, bỏ bô lăng để cho các bác thấy rằng là những cái chiếc xe như thế này thực sự ra mà nói là cái gầm bệ nó còn quá tốt và rất là mới. Tất nhiên rằng là chúng ta chạy qua một cái đoạn như vậy rồi, lao vào những cái đoạn đường như thế này mà không có một tiếng kêu gì cả, là các bác có thể thấy rằng là biết rằng là không, chúng ta không cần phải chạy thử rồi. Tất nhiên là những con xe như này để test thử cho các bác thấy rằng là cái nếu như những dòng xe Vios đời 2011 mà chính chủ mà xe chạy được mấy vạn, sơn zin còn nhiều, nội thất còn đẹp như thế này thì các bác để cho các bác thấy rằng là nó là một chiếc xe chạy tốt như thế nào thôi. Còn đương nhiên là những chiếc xe này thì nếu như bản thân em mà biết đích xác là nó chạy được có 9 vạn mấy mà là một xe một chủ từ đầu như này thì cũng gần như là nếu mở cửa xe thì không chạy thử vẫn biết là cái chất lượng nó như thế nào rồi. Vì cái dòng xe Vios này nó cho phép nó khoảng tầm 35-40 vạn nó cũng không có vấn đề gì hết. Trên thực tiễn là những con xe mà các bác đi mà nó ọc ạch thì nó đều phải là 60 vạn, 45 vạn hết rồi. Chứ nó không còn phải là xe mười mấy vạn, 20 vạn nữa đâu. Cái quan trọng là như thế này, tua phải như thế nào thôi. Còn chiếc xe này thì các bác thấy rằng là đây, em bỏ tay lái em phanh này. Thực sự ra với các bác rằng là bỏ tay lái ra mà phanh để cho các bác thấy rằng là nó không có bất kỳ một cái sự nhao lái nào. Nó không có sự nhao lái, nó không có bất kỳ một cái việc mà kéo lái sang bên nào hết. Thậm chí để số 5 mà chúng ta vượt xe nó như thế này. Các bác thấy không? Em không có về số nhá. Vẫn để số 5 đấy. Tất nhiên là rất ít những con xe mới có thể là để số 5 mà mới có thể là ga kiểu như này được. Còn trên thực tiễn ra mà nói là để số 5 như này là đi là theo kiểu như người ta gọi là đi ẩu, đi láo và đi không có kinh nghiệm. Nhưng mà đấy là không phải là em không về mà để cho các bác thấy rằng là về số, không về số mà xe máy vẫn đạp xe, vẫn vượt ga được như thế. Còn số 4 thì đương nhiên là những loại xe này thì không phải nghĩ được, khỏi phải bàn nữa. Vòng tua chưa đến 2.000. Vòng tua chưa đến 2.000 các bạn. Vâng, và đấy là cái video mà cho các bác thấy rằng là nó một cái dòng xe Vios đời 2011 bản la răng thâm bô lăng méo rồi, và nội thất con này thì nó mới và nó là nội thất đen rồi, thực ra là nội thất màu lông chuột rồi. Nó như thế nào? Và nếu như bác nào mà quan tâm đến hoặc là bất kỳ quan tâm đến bất kỳ một cái điều gì đó mà anh chị
thắc mắc và chưa có lời giải đáp thì anh chị có thể comment bên dưới video này, thậm chí muốn làm test hoặc là muốn làm về cái dòng xe nào anh chị có thể comment xuống bên dưới cái video này nhá. Và thời gian tới em sẽ làm video giải đáp tất cả anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những clip tiếp theo.